tạo bóng con vật bằng đôi tay dưới ánh đèn. Và đầu tiên là con nai sừng tấm Á Âu nha các bạn. À, con nai sừng tấm Á Âu vậy đó. Rồi, tiếp theo là con chó nha. Đây là con chó nè. Này giống con chó bật ghê á. Rồi, tiếp theo là con đại bàng nha các bạn. À, đại bàng đang bay á. Và tiếp theo là con ốc sên nha các bạn. Đó, ốc sên đang bò. Rồi, tiếp theo là con công nè các bạn. Đó, hai con công á. Hai con công đang múa nha. Công đang múa. Dễ lông cho nhau rồi. Dễ lông cho nhau nè các bạn. Rồi, tiếp theo là con nhện nha. Con nhện nha các bạn. À, nhện đang bò đó. Rồi, tiếp theo là con thỏ nha các bạn. Con thỏ đó. Tiếp theo là con bò đực nha các bạn. À, bò đực á. Con hai cái sừng á. Rồi, tiếp theo là con vịt nha các bạn. Con vịt. À, con vịt á. Rồi, tiếp theo là con kangaroo nha các bạn. Con này làm chuột túi á. Chuột túi đang ngồi nó nhai gì á. Nhai gì trong miệng á. À, chuột túi á. Rồi, tiếp theo là con cá sấu nha các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Đó, con cá sấu á. Đang chờ mồi.